Shop hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác về cái công nghệ nano y của máy lọc không khí Panasonic. Và trên các cái máy lọc không khí Panasonic thì các bác cũng nghe thấy về cái công nghệ nano y rất là nhiều rồi, nhưng mà chắc là cũng rất ít các bác tìm hiểu về nó có cái tác dụng như thế nào. Vì thực sự ra người bán như chúng em thì cũng chỉ tìm hiểu sơ qua thôi. Mà nó cái công nghệ nano y này nó là độc quyền của thằng Panasonic các bác nhé. Như máy sáp thì nó có công nghệ ion, máy Daikin thì sử dụng công nghệ timer, còn thằng Panasonic thì các bác nhìn cái máy nào đây, nó cũng có cái chữ nano y độc quyền, chỉ duy nhất Panasonic có thôi ạ. Thì nhiều bác hỏi nó là thì nó phát ra ở đâu, đây các bác nhá, trong này này các bác này. Nhìn trong này là trong này khi tháo ra thì nó sẽ có một cái hộp máy trong này. Đấy, nó chính là cái máy bắn nano y ở trong này, trong khu vực này các bác nhé. Đây các bác nhìn vào đây sẽ thấy nó có một cái lỗ ở đây. Đấy. Đây là một cái con lọc không khí Panasonic VXF65 này. Con này thì em trên clip này cũng giới thiệu luôn, em bán con này là 3 triệu. Đấy, đã đấu đổi điện 220V rồi. Tặng kèm đường nguồn 220V. Đây về cái công nghệ nano thì giới thiệu cho các bác nó như này. Em cũng tìm hiểu trên mạng thôi, thì mình cũng tìm hiểu chuyên sâu để cho các bác nắm được về cái công nghệ nano y thì nó là gì. Công nghệ nano y nó chính là cái phân tử nước tĩnh điện có kích cỡ nano sinh ra từ công nghệ độc quyền Panasonic. Đấy, tức là chỉ có Panasonic mới có cái công nghệ này các bác nhé. Điện áp cao được áp dụng cho các phân tử nước trong không khí, giúp tạo ra các ion được bao bọc trong nước. Bên trong các ion này là một số lượng lớn các gốc OH hoạt tính cao có chức năng ức chế các chất độc hại trong không khí. Đấy, tức là cái tác dụng của nó là ức chế các cái chất độc hại trong không khí. Về tiếp phần tìm hiểu tiếp thì đây là các bạn em xem này, nano là các cái ion có kích cỡ nano chứa 1.000 lần thể tích nước trong các ion âm phổ biến trong không khí. Tuổi thọ của nano vào khoảng 600 giây. Đấy, tức là tuổi thọ của nó khi nó phóng ra môi trường nó vào khoảng 600 giây. Nó gấp 6 lần so với ion âm các bạn. Đấy, tồn tại thời gian lâu gấp 6 lần so với ion âm. Tức là khi nó phóng ra không khí nó tồn tại được 600 giây. 600 giây thì bác nhân ra nó vào như phút đấy. Khi nano này tương tác với các cái vi khuẩn, các gốc OH sẽ lấy đi các nguyên tử hydro từ vi khuẩn. Phản ứng này biến các nguyên tử hydro trở thành các phần của phân tử nước và ức chế vi khuẩn. Đấy, tác dụng của nó chủ yếu là để ức chế các cái vi khuẩn nấm mốc. Đây em đọc trên này các bác nhé, là ba cái lợi ích của nano y này. Này đọc trên phần giới thiệu của Panasonic đấy. Ba cái lợi ích của chính của nano y thì nó là ức chế vi khuẩn và virus. Đấy, ức chế vi khuẩn virus qua nhá. Để nano bền lâu với kích cỡ nano lan rộng ra không khí, thâm nhập sâu vào trong các sợi quần áo và các không gian khác nơi chúng hoạt động để ức chế vi khuẩn virus và các chất gây dị ứng như phấn hoa, chất bài tiết của ve và các loại côn trùng khác. Này, cái công nghệ này khi mình tìm hiểu sâu vào thì nó thật sự nó rất là nhiều cái hay. Như người Việt Nam mình chủ yếu mua máy lọc không khí thì vẫn chủ yếu là quan tâm đến cái màng HEPA trong này, đúng không ạ? Mà vẫn chưa để ý sâu đến cái công nghệ độc quyền của cái anh Nano Panasonic. Đấy, chuyện là ngoài cái tác dụng của cái màng HEPA trong này các bác nhé, thì nó còn cái tác dụng của nano rất là quan trọng. Nhưng nó là cái tác dụng mà mình có thể không nhìn thấy ngay, nhưng thực tế nó đang hoạt động rất là mạnh. Cho nên nhiều bác bảo là lắp cho cái máy lọc không khí này vào trong phòng thấy hiệu quả, cái không khí phòng nó rất dễ chịu. Đấy là những người tinh tế họ cảm nhận được, cảm thấy ra vào phòng nó đỡ ngột ngạt. Đấy, rất dễ chịu luôn, nó là như vậy. Em tiếp tục tìm hiểu để đọc tiếp cho các bác xem này. Cái lợi ích thứ hai của cái nano này, ở trong phòng thì các nano bền lâu, kích cỡ nanomet xâm nhập vào sâu trong thảm này, rèm cửa,
đệm đồ nội thất và các khu vực khác. Tại đó chúng hoạt động để khử mùi từ thuốc lá, nấu ăn, vật nuôi và nhiều thứ khác. Đây, tức là cái công nghệ nano này nó còn có cả tác dụng khử mùi các bạn. Ngoài cái màng than hoạt tính nhé, đây các bạn nhé, ngoài cái màng than hoạt tính ở bên trong này ra, đây là cái màng HEPA này các bạn này, màng HEPA nhé, màng HEPA làm thay mới rồi. Đấy, ngoài cái tác dụng khử mùi của cái than hoạt tính này ra, than hoạt tính các bạn nhé, than hoạt tính là khử mùi thì rất là tốt rồi. Đấy, thì cái nano nó cũng có cái tác dụng khử mùi. Đây này, tìm hiểu các bạn nhé. Đây, tại đó chúng hoạt động để khử mùi từ thuốc lá, nấu ăn, vật nuôi và nhiều thứ khác. Đấy, tức là công nghệ vừa nano khử mùi mà lại vừa khử mùi từ than hoạt tính. Tác dụng thứ ba là làm ẩm. Đấy, cực nhỏ nhưng vẫn đầy nước, nano xâm nhập vào tóc và da để cung cấp nhiều lợi ích. Nano giúp tóc dễ vào nếp hơn trong khi vẫn giữ được độ ẩm của da. Tức là nó vừa cung cấp độ ẩm cho tóc và cho da, cho con người. Tóm lại là cái công nghệ nano này có thể là mình chưa cảm nhận được ngay, như là mình dùng điều hòa mình bật cái là mát ngay. Nhưng mà các bác nào mà dùng quen lọc không khí rồi thì các bác sẽ thấy là đúng là vào trong một cái phòng mà có máy lọc không khí bật, mà cái tác dụng nó cũng khác đi rất là nhiều đấy ạ. Ngoài cái tác dụng là cái lọc bụi, nó hút mịn bụi vào đây, bám vào đây, thì cái nano nó phóng ra nó còn có cái nhiệm vụ là tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, khử mùi. Đấy, những cái tính năng rất là cơ bản rồi, cả làm ẩm cho da, khử mùi. Thật sự nó là rất hiệu quả. Cho nên các bác để ý tất cả các cái máy lọc không khí của Nhật này các bác nhé, tất cả các cái model máy lọc không khí của Nhật thì đều có sử dụng công nghệ nano hết. Đấy, thấy chưa? Tất cả đều sử dụng công nghệ nano. Chắc nó là một cái điều bắt buộc cho một cái máy lọc không khí của tiêu chuẩn của Nhật là phải có. Đấy, Panasonic, trên hãng Panasonic các bác nhé. Trên các bác nào đang lăn tăn về máy lọc không khí thì mình có thể tìm hiểu. Đấy, đây là một cái chiếc máy lọc không khí bù ẩm của Panasonic rất là đẹp. Con này thì em đang bán là 3 triệu. Bình nước bù ẩm này các bác này. Đây, ở trong này nó có màng bù ẩm. Màng bù ẩm thì rất là trắng đẹp mới. Đấy chưa? Đấy. Chuyện lọc không khí nó không đơn thuần như là người Việt mình suy nghĩ là chỉ là hút bụi, mà trong đấy nó còn có tiềm ẩn, còn có cái nhiều, rất là nhiều các cái mà mình chưa tìm hiểu ra, đặc biệt là cái công nghệ nano này. Đây, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bác nhé.